cha và con và thánh thần anh cúi xin Chúa sáng soi, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành vì nhờ bởi em Chúa là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có cơ hội để chữa lành cho hai người anh em của chúng con, đó là bà Phan Thị Trúc bệnh ung thư da khác và anh Bùi Văn Thế là u ác trực tràng. Đây là hai căn bệnh mà được gọi là thế gian đã bó tay, các bác sĩ trên trần gian không có thể chữa được. Chúng con nhờ lòng thương xót của Chúa chữa lành cho hai người anh em này, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cảm ơn Chúa đã đưa người anh em của chúng con đến đây, đó là tiến sĩ lương y quốc gia Ngô Đức Vượng ở Việt Nam, và người cũng là thành viên sáng giá nhất trong vấn đề là đông y trị liệu chữa ung thư cho cả nước Việt Nam. Hôm nay thầy đã bỏ thời gian, bỏ tất cả mọi thứ để thầy đến với chúng con, để thầy dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho thầy và cho bác sĩ của thầy và cho đoàn của thầy được mạnh khỏe. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả những anh em đang có mặt ở đây, nhất là anh em bên chính quyền địa phương và các thầy chữa ung thư cũng như là các bệnh nhân còn lại. Một lần nữa chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin các đấng linh hồn phù hộ cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Xin Chúa ban phước lành cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Dạ. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con xin mời tất cả mọi người ngồi xuống nha. Bây giờ con xin giới thiệu một chút về thầy. Là bản thân con là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường ha. Các thầy biết dư biết rồi ha. Rồi. Thì chúng con đã chữa ung thư ở đây là một năm mấy rồi. Kết quả của chữa ung thư đó là đã ra đời là 18 ca ung thư ác tính và 15 ca nan y các loại. Tổng cộng là chúng ta hiện tại chúng ta có mấy? 33 ca đã có chuẩn y của các bệnh viện lớn ở Việt Nam, cụ thể đó là Trung tâm Medic Hòa Hảo. Xin giới thiệu với bà con, cô bác, anh chị em, đây là tiến sĩ lương y đa khoa quốc gia Ngô Đức Vượng. Chúng ta cho một tràng pháo tay mọi người. Và người rất là nổi tiếng trên đất nước Việt Nam, chứ không phải nổi tiếng ở đây nha, ở đây là đồ bỏ. Nhưng mà không biết tại sao là người lại đến đây. Có hai lý do người đến đây. Lý do thứ nhất là hữu duyên, tức là cùng có duyên với nhau. Mà cụ thể của có duyên với nhau đó là ông cha Tường ăn cây cỏ mà giống, tức là anh cha Trường. Rồi bác Vượng là người ăn cha Trường, cho nên cái tần số nó đã học, nó đã chiêu cảm nha. Vâng. Nghe nói điện thoại là đã chiêu cảm rồi, là đã cảm nhau rồi đến liền. Điểm thứ hai là cùng tạm gọi là đồng nghiệp ha. Cái này nếu mà nói là đồng nghiệp thì không đúng. Đồng nghiệp thì con phải 70 tuổi mới gọi là đồng nghiệp. Nhầm cơ mà không phải tuổi đâu. Còn cái này là nói về thầy trò mới đúng hơn nha. Tụi con giống như là một học trò của thầy thôi nha. Nhưng mà nếu nói về học trò của thầy không vui, đồng nghiệp thầy mới vui. Hay cho em nè. Điểm thứ hai đó là chút nữa thì tự mà tiến sĩ sẽ nói về mình nhiều hơn nha. Tiến sĩ chữa hàng nghìn ca ung thư, còn như mình mười mấy ca, có khí nhiều rồi, đặt la làng la tổng đây thế nè. Nhưng mà ít nhất là con cháu làm được như vậy thì thầy phải vui chứ, phải không nè. Đáng lý ra là ôi xin mời quan khách nha. Khách đẹp đâu? Dạ con ở trên nhà thờ Mai, chỗ gần nhà Mai Phước, đá. Con cứ vô ngồi đó đi con. Con xin giới thiệu tiếp cho bà con đây. Đây là bác sĩ. Bác sĩ ở ngoài ngoài miền Bắc, nhưng mà sau khi về hưu thì đi theo thầy tiến sĩ để mà phụng sự cho bệnh nhân. Và bên đây cũng là cộng sự viên đắc lực của thầy, bên đó cũng là cộng sự viên và có một cộng sự viên đang quay phim nữa. Chắc là không biết ai là bác Tài. Bác Tài nhưng mà cũng là trong cái nội bộ chữa ung thư của thầy tiến sĩ. Xin giới thiệu với thầy tiến sĩ, đây là ông trưởng ban nhân dân ấp Dùng Lớn, đại diện chính quyền địa phương. Chúng ta cho một tràng pháo tay nha.
Và ông cũng từng là ký xác nhận cho mấy chục ca ung thư ở đây, nan y ở đây, ra khi mà ra viện ở đây rồi thì ông được ký xác nhận, ký xác nhận cho anh mang hồ sơ này về, anh trình hết mọi thứ ở địa phương này để nói với anh rằng là chúng tôi đây hợp tác chữa hết bệnh cho anh, chúng tôi không có ngán gì cả nha. Vậy là chúng ta hãy chúc mừng ông này một lần nữa, vì rất là xác tín được gì cả. Đây là ông trước đây thì ông này là chủ tịch chữ thập đỏ sáng lập ra điểm này, cha nói đúng không nè. Cho ông này một tràng hóa tay vì ông này sáng lập ra cái điểm này chứ không phải là con nha. Tôi chúc mừng anh là nhà sáng lập ra điểm hội chữ thập đỏ nha. Thì hiện tại ông lại về hưu cách đây mới có mấy tháng thôi, nhưng mà ông được bà con nhân dân chính quyền địa phương đề cử ông trở lại đại diện điểm này, thì coi như ông rất là tốt lành và thánh thiện, cũng là ăn chay nữa. Cũng là ăn chay nữa, ăn chay không. Còn đây là các thầy lương y để chữa ung thư. Nói chung các vị này thì vị nào cũng có bằng cấp, và bằng cấp ngoài đời. Thầy này thì bằng cấp về bên điện tử, thầy này thì bên bên ngân hàng, bên thầy này là bên lái xe ô tô. Thầy giáo dạy lái xe ô tô bỏ đi chữa bệnh ung thư, hơi bị khùng. Thầy này là lương y, y sĩ, đông y, tất cả là y sĩ đông y hết, đều có bằng cấp cả. Và ở trong tất cả các bệnh nhân thì đây là hôm nay là ông Bùi Văn Thế là ung thư trực tràng. Ung thư trực tràng là ung thư coi như là ông về đây là ông giai đoạn cuối. Thì hôm nay ông đã hoàn toàn bình phục bằng một cái hồ sơ rõ ràng. Chút nữa chúng ta sẽ nói thêm nhé. Rồi xin mời. Đây là bà Phan Thị Trúc nhé. Bà là ung thư da. Thì bác sĩ cũng đã chạy hết rồi, trở về đây trị hình nhớ là 53 ngày đúng không? Ta nhớ 53 ngày đã hoàn toàn lành tính. Nên xin mời bà ngồi xuống nè. Chiều nay về gặp ổng thôi, có gì đâu buồn. Còn đây, nhưng mà ông này thì người ở Bắc Giang. Bắc Giang là cách Hà Nội cả 100 cây số. Ông này, bà này thì người ở Tiền Giang. Còn đây là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, cũng ở Bắc Giang, Hà Nội. Mới vô gần một tháng mà sức khỏe hôm nay thì đã bình phục, có khả năng là lành tính lẹn. Còn lại các bệnh nhân ở đây thì ở các tỉnh. Riêng có hai bệnh nhân ở nước ngoài, đó là bệnh nhân Thịnh. Đây là bệnh nhân, xin mời anh Thịnh đứng lên. Anh Thịnh này là bị u gan. Anh Thịnh này là bệnh nhân người Đức, ở nước Đức. Còn bệnh nhân Tân Tây Lan, New Zealand. Bà này ở New Zealand về trị, theo đúng ra hôm nay bà ra viện, nhưng mà phải giữ bà lại thời gian nữa để cho bà hoàn toàn bình phục mới cho về bên Tân Tây Lan được, chứ giờ bà ra chữa. Ở đây cũng có cây cối uống, chứ giờ bà ăn cây cối đâu uống. Rồi. Còn các bệnh nhân còn lại thì ở các tỉnh mà cha nhớ không xiết. Thì đó là một cách giới thiệu tổng quát cho thầy tiến sĩ ha. Bây giờ chút nữa chúng con mời thầy dạy dỗ cho chúng con, cũng như là dạy dỗ cho các thầy ở đây. Bởi vì chúng con là những người đi sau, sanh sau đẻ muộn, hậu sanh của thầy. Cho nên thầy cố gắng thầy đến đây, không dễ gì thầy đến đây được một lần. Mà khi đã đến đây rồi thì phải dạy dỗ cho con cháu, bằng mọi giá phải móc hết cái công lực của mình ra truyền lại cho con cháu sau này, để chúng con mới là người cánh tay nói dài của thầy để cứu nhân độ thế, chứ thầy cứu được mấy người nữa, phải không nào? Thì đây, đám này mới là cái đám mà nó tiếp tay thầy để nó làm cho cái tên của thầy được cả sáng chứ, đúng không nè? Đó là như vậy. Bây giờ hôm nay chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành một cái cuộc ra viện, tạm gọi là ra viện trong một két đi. Tại đây không phải là bệnh viện, đây là một cơ sở để chữa bệnh thôi. Nhưng mà như anh em đang thấy đó, chúng ta đang có mặt ở đây là hai bệnh nhân ra viện. Thì đây là bệnh nhân của Phan Thị Trúc. Phan Thị Trúc là bú ác khác của da. Bệnh nhân này được bệnh viện ung bú thành phố Hồ Chí Minh chuẩn nhận ngày 18 tháng 12 năm 2018, là bệnh viện ung bú đã chuẩn nhận, đã sinh thiết như vậy. Và sau khi bệnh nhân này đã hết bệnh
Ê, xin lỗi, đã biết mình bệnh ung thư mà không còn chỗ chữa trị. Thì bệnh nhân này có đến đây. Bệnh nhân này đến đây tổng cộng là 53 ngày chữa trị. Thì sau hỗ trợ điều trị ung thư bằng công nghệ cháo nano tại điểm hội chữ thập đỏ là đây, bệnh nhân đã được khỏe lại dựa trên kết quả của trung tâm Medic Hòa Hảo tại thành phố Hồ Chí Minh. Xét nghiệm dấu ấn ung thư, xét nghiệm bằng dấu ấn ung thư. Thì nguyên tắc là dấu ấn ung thư tham chiếu là từ 0 đến 3. Còn cái này là tham chiếu của bà là 0.8. Cho nên bà chưa tới 1 nữa. Thành thử ra là nhất định là bà sẽ hoàn toàn bình phục 100% nha. Và chúng con đã chữa trị cho bà 53 ngày. Cái hồ sơ đầu vô của bà trong này luôn. Thôi thôi được. Để chung nhãn biết đừng lấy. Đây là cái hồ sơ đầu vô của bà đây. Hồ sơ đầu vô nha. Hồ sơ đầu vô. Đây là cái hồ sơ để khẳng định cho bà là hết bệnh rồi. Thứ nhất là cái phiếu xét nghiệm X-quang và tất cả những cái hồ sơ như là gì đó, siêu âm hay là chẩn đoán dấu ấn ung thư. Thì sau khi siêu âm chẩn đoán bà đâu vào đó thì xin đọc cái kết quả của bà là nhu mô hai phổi bình thường, cấu trúc các rốn phổi tăng chậm hai rốn phổi, các khoang màng phổi bình thường, hai cơ hoành bình thường, bóng tim không to, các mao mạch chính, quay động mạch chủ bình thường, trung thất không mở rộng, không thấy hình ảnh choáng chỗ, xương thành ngực bình thường, các ghi nhận khác bình thường. Tóm lại là ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh là ông bác sĩ Trần Văn Điểm đã chứng nhận như vậy. Và sau lần đó thì chúng ta đưa bà đi đến ngày 1 tháng 6 thì chúng ta đưa bà đi xét nghiệm tại trung tâm Medic Hòa Hảo thì dấu ấn ung thư của bà là 0.8. Thì cái kết quả cuối cùng ở trong Tây y, cái kết quả cuối cùng nó là cái dấu ấn ung thư. Dịnh trên dấu ấn ung thư thì biết bà là còn ung thư hay là hết ung thư. Chứ không nhất thiết phải sinh thiết, bởi vì bà đã sinh thiết rồi thì nguyên tắc người ta không làm sinh thiết lại nữa. Thì từ cái chỗ đó chúng con đi làm xét nghiệm dấu ấn ung thư. Và xét nghiệm dấu ấn ung thư này là bằng máy móc chứ không phải là bằng miệng nói. Vậy thì hôm nay bà đã ra viện với một cái kết quả hết sức là chu đáo. Kết quả hết sức là chu đáo bằng một cái hình thức là bà đã chữa trị bằng công nghệ cháo nano. Chắc có lẽ là thầy đã nhường nhuyễn về nano rồi chứ gì. Không biết là ở trong này có ai còn thắc mắc cái chỗ cháo nano nữa thì nếu có cơ hội cha sẽ trả lời cho. Nếu có cơ hội cha sẽ trả lời cho một lần. Đây là một cái công nghệ đột phá. Đột phá trong ngành Tây y mà giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thập, viện trưởng viện hàn lâm khoa học New York, một cái đại thụ của ngành địa chất của Việt Nam. Trần Kim Thập đấy ha. Tức là nhân tài đất Việt đó. Người biến đất thành đá. Vậy là bác Phượng biết rồi ha. Thì đối với Trần Kim Thạch thì ông giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch có hai người trong cuộc đời ông thôi. Một là ông cha Hoàng Quốc Trương ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Bác không biết luôn nữa hả? Thôi. Cha Hoàng Quốc Trương là người hướng dẫn bác Trần Kim Thạch trở thành một tiến sĩ, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học New York. Tiếng chim đầu đàn và là nhà địa chất ngành đầu của Việt Nam. À, người đó là người mà bác Trần Kim Thạch đã in vào tim để giúp cho bác Trần Kim Thạch. Và người thứ hai cuối đời của bác Trần Kim Thạch là Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, là người đó, ngài đã in vào tim để dạy cho Nguyễn Văn Tường công nghệ cháo nano và công nghệ biến đất thành đá, gọi là công nghệ polymer.
công nghệ polymer. Thì công nghệ polymer này tụi con chưa có cơ hội để bằng chứng nó ra. Bởi vì chúng ta bây giờ chúng ta đang lần dở tới công nghệ chám nano cho xong. Thì có khi là năm tới chúng ta sẽ tiến hành polymer. Polymer để làm chi vậy? Hiện nay là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu người ta sẽ đánh giá nước Việt Nam trong năm 2030, 40, 50 là nước biển nó sẽ tràn ngập hết. Mà khi nó tràn ngập như thế thì đồng bằng sông Cửu Long là không có lúa ăn. Mà anh chị em biết là Việt Nam, ở nước Việt Nam chúng ta có hai cái vựa lúa lớn, là một là đồng bằng sông Cửu Long có hai vựa lúa lớn, một là ở đâu? Hả? Một là Đồng Tháp, hai là Long An. Một là Đồng Tháp, hai là Long An. Đây là hai vựa lúa lớn nhất ở miền Tây để cung cấp lúa gạo cho các nước trên thế giới. Mà nếu như tới năm 2050 mà nước biển nó tràn ngập vô rồi thì đồng bằng sông Cửu Long này trở thành đất chết. Vì thế ông giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch đã dạy cho cha cái công nghệ polymer này nè. Ông nói là nhiệm vụ của cha là sau khi ông chết rồi cha sẽ ngăn biển từ Tiền Giang đến đất mũi Cà Mau. Vì cái polymer này là nó chống lại biển, chống lại nước mặn. Nó không làm cho là nước mặn xâm nhập được. Có thể là chúng ta đổ tới đầu chúng ta luôn mà nước biển vô là không chống lại polymer. Polymer nó đơn giản là tiền đó. Hồi xưa mình xài tiền giấy, mình nó gặp nước nó ướt, nó thấm nó rã. Còn giờ tiền mình gặp nước có thấm không? Không Thịnh? Không. Tiền nó gọi là tiền gì? Polymer đó. Polymer đó. Đó. Thì cái công nghệ polymer này là đất nó biến thành cái cục đá mà đá nước không thấm. Nhưng mà cha đang nắm giữ công nghệ này. Nếu mà cha còn sống cha sẽ làm. Mà nếu cha chết thì cha vĩnh viễn bãi bỏ. Cha chỉ lấy công nghệ nano thôi. Vì công nghệ nano này nó đang là một cái mãnh liệt để giúp cho dân. Hiện nay trên đất nước Việt Nam của chúng ta là ung thư là coi như là giống như là một hình thức giống như là khá lan tràn, giống như dịch bệnh. Nó giống như là hiện nay là dịch tả lợn châu Phi đó. Nó xâm nhập vào Việt Nam chúng ta 11 tỉnh rồi. Mà gần nhất chúng ta đây là ngay tỉnh Trà Vinh đây. Mà gần hơn ở đây nữa là huyện Càng Long, cách đây có 30 cây số thôi, là có dịch tả lợn châu Phi. Nó đang y tế đang đốt nhiều con heo. Ý cha muốn nói là cái cháo nano để chữa ung thư nó bây giờ nó đang là một cái nhu cầu bức xúc cho người dân. Mà nếu bây giờ ông cha từng lo polymer ngăn biển thì thôi, người ta nói ông này lo chuyện tào lao, ta lo chuyện ngày trước, xong chuyện này ta sẽ lo chuyện này. Vậy thì bây giờ nói đi nói lại thì bà Phan Thị Trúc này, hôm nay bà đã thành công với công nghệ cháo nano, dược thảo nano để trị cho bà ung thư. Bà ơi, như vậy thì khi sau khi bà thành công rồi, bà có gì để chia sẻ cho bà con ở đây không? Có muốn nói điều gì không? Hôm nay có ai đi với bà không? Xin mời chị lên đây ngồi với bà coi. Chị ngồi đây. Bà có muốn nói điều gì không? Trước mặt bà là có tiến sĩ nè, lương y quốc gia. Dạ, chị. Dạ, bệnh nhân cảm ơn cha, cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn chính quyền địa phương, xa những lỗ tai, khi tất cả bệnh nhân. Tôi nhờ về đây, nhờ quý thầy, cha và các chị bệnh, cho bệnh nhân đã hết bệnh và hết. Cảm ơn. Cái bệnh của bà trước đây nó bộc phát như thế nào? Khi bà biết bà bệnh này đau nhất hay là khó chịu như thế nào? Dạ, nó mọc ngay đây. Ừ. Là không biết là cái gì. Ừ. Rỡ thì nó chảy máu, nó đau. Ừ. Cái nó từ từ nó rụng cái cùng. Ừ. Cái sao tạo cái khác là cũng đỏ đỏ cũng cùng nữa. Ừ. Cũng như vậy nữa. Ừ. Đi tới bác sĩ mới nói sao có một ngày cô không điều trị. Ừ. Nói dạ không biết là sao. Là cái bác sĩ giới thiệu lại gia liễu. Ừ. Thì gia liễu mới lại chị lại ông mới từ từ mới chỉ lên trên. Ừ. Dạ. Rồi. Nhân viên nào mà bà đến được ở đây? Dạ rồi cái lại nhà của chiến điệu chơi rồi cái từ từ cứ bắt đi ba từ tra tường coi hoài luôn theo dõi. Là thấy mình bệnh như vậy đó, cũng nôn nao lo dữ lắm, theo hoài luôn, theo dõi cái đất,
bắt gương chiếc điệu đi. Thì chị nghe chị mừng quá. Thôi đi. Ở trong này có chị nào đốc bà đi không? Dạ có. Đâu chị nói có mặt đây. Chính điệu với năm gương. À chính điệu đâu, cùng người chính điệu chia sẻ coi. Lý do nào mà chính điệu đốc bà đi? À mời chị coi. Dạ tại vì lúc đó em ở mạng coi cho tường như vậy đó rồi bắt cái sáo đi. Ừ. Chứ không có cái chỗ nào để trị bệnh chị được. Sao không coi bên tiến sĩ mà coi bên cha tường nó quan trọng chỗ này chứ. Tại vì thấy cha tường cái là tính cái chuyện đó luôn, không có tính bên kia. Có thấy bên đây không? Dạ không thấy. Vậy là rõ ràng này là duyên thầy ơi. Này là duyên thôi. Rồi cái coi cha tường tới 2 tháng liền coi ngày coi đêm luôn á. Cho chị Sáu lại coi hoài luôn. Coi ngày coi đêm luôn, coi như dẹp ăn luôn. Coi biết là ông chồng ổng la luôn. Coi như cha tường thuộc kinh luôn, coi coi biết là kinh cha tường đọc cũng thuộc luôn nữa. Thuộc luôn nữa ha. Hôm nay chị thấy chị vui mừng không? Dạ vui lắm. Vui vì chị cứu được một mạng người. Dạ. Phúc đẳng hà sa. Dạ. Mà nói theo đạo Phật đó là xây chín nóc phù đồ nha. Dạ. Cho nên cuộc đời của chị là mạnh nhất là giai đoạn chị cứu một người như thế này. Dạ. Nha. Dạ. Thôi thì cha mong rằng chị hãy làm những điều tốt lành này nữa, chứ không dừng lại một người này. Dạ. Mà còn nhiều người để giúp cho họ nữa nha. Dạ. Hôm nay chị đưa bà về, chị cầm cái hồ sơ này. Dạ. Bất kỳ một người nào trong làng, trong xã, chính quyền hay là bác sĩ, lương y gần nhà hay là đâu, chị cứ trình ra đây, người thân của tôi đã hết bệnh bằng hồ sơ này. Dạ. Nha. Dạ. Và chút nữa cha và chính quyền địa phương ký cho bà một cái bản giấy chứng nhận. Thì dịnh vào những cái pháp nhân này. Dạ. Thì bà không ai dám nói bà là còn ung thư cả. Nhất định là mọi người sẽ kết luận bà hết ung thư. Nhưng mà không biết bà ăn gì khác ung thư thì cha không biết nha. Nghe nè. Nhưng mà cha dặn bà điều này nha. Bà nghe cha nói nè. Rồi bà cầm cái mi đi. Ngày trước khi bà qua đây bà ăn cái gì? Thức ăn hàng ngày đó. Dạ, có hột giống. Có hột giống. Bà nói theo mình thôi. Giống là ăn chay á. Ăn chay. Dạ cha. Bây giờ bà trong quá trình bà điều trị 53 ngày thì bà ăn cái gì? Dạ. Ăn cháo Dino, Dino nữa. Cháo Dino. Cháo mới nữa. Dạ. Với lại thường thỉnh là thỉnh thuốc các ông quý thầy đây nè, phát hàng ngày nè, cháo Diễu. Với lại hai đi cháo. Cháo Dino. Dạ. Bây giờ cái cháo này kỳ dữ lắm. Bây giờ bà nói như thế là nó mất đi cái công nghệ ta rồi. Bây giờ xin mời bà ngồi xuống chút đi. Bây giờ tiến sĩ ngồi đây mà nói cháo Dino là chết luôn. Mà tiến sĩ hôm nay cũng muốn biết cháo Nano là cái gì đúng không thầy? Thực ra từ trước đến giờ thầy chưa có nghe nói đến từ cháo Nano. Bây giờ con sẽ mời một vị chữa ung thư cho bà này lành tính. Phân trần cho thầy cháo Nano. Xin mời thầy Tiến nhé. Ok, để cho thầy một tràng pháo tay nha. Dạ, cảm ơn cha. Hello. Dạ. Kính thưa cha Phigo Nguyễn Nhân Tường, nhà nghiên cứu thực nghiệm công nghệ cháo Nano. Kính thưa bác Ngô Đức Dược, tiến sĩ lương y đa khoa quốc gia, cùng các cộng sự. Kính thưa bác Dương Minh Phụng, trưởng ban công tác mặt trận ấp Vùng Lớn. Kính thưa bác Trần Văn Tám, là nguyên chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim, đại diện điểm hội chữ thập đỏ yêu thương và cho không. Kính thưa các quý thầy trong ban chăm sóc sức khỏe hỗ trợ điều trị ung thư và các bệnh nhân cùng các người thân đang có mặt tại đây. Trước khi nói về cháu Nano thì con chia sẻ về cái chuẩn vàng dành cho bệnh nhân ung thư được điều trị ở đây cần phải có là gì. Ở đây con gọi là 4T, tại vì là chuẩn vàng gồm có 4 chữ. Chữ thứ nhất là tâm, có nghĩa là tâm lý. Chữ thứ hai là thực phẩm. Chữ thứ ba là thể dục dưỡng sinh. Chữ thứ tư là thuốc, mới tới là thuốc. Thì cái phần cháo Nano thì thuộc về cái chữ thực. Thì con xin được trình bày ý nghĩa của chữ thực như sau. Thực có nghĩa là thực phẩm, là thức ăn mà bệnh nhân ung thư chỉ bệnh nhân ung thư được phép sử dụng trong quá trình điều trị.
Đối với công nghệ cháo nano thì bệnh nhân ung thư chỉ được phép sử dụng cháo nano trong suốt quá trình điều trị và không được phép sử dụng bất cứ thức ăn nào khác. Dạ. Khi bệnh nhân đến điều trị tại đây thì sẽ được hướng dẫn cách nấu cháo nano, cách sử dụng cháo nano và được hiểu công dụng của cháo nano. Các thầy theo dõi sức khỏe và tùy theo cơ địa mỗi người mà chỉ định cho bệnh nhân là chỉ định cho bệnh nhân là ăn cháo bao nhiêu, tức là mỗi ngày ăn bao nhiêu cháo. Dạ. Thì trung bình mỗi một bệnh nhân thì ăn từ 3 đến 4 lít cháo. Con xin đi vào chi tiết từng phần. Phần thứ nhất là hướng dẫn cách nấu cháo nano. Thì để nấu được cháo nano thì bệnh nhân phải mua một nồi áp suất. Và tùy theo thương hiệu của nồi, tùy theo dung tích thì con mới hướng dẫn bệnh nhân là phải sử dụng bao nhiêu gạo để nấu, rồi sử dụng gạo gì, và nấu với lượng nước bao nhiêu, và nấu với thời gian bao nhiêu thì cháo nó mới thành cháo nano. Phần 2 là hướng dẫn về cách sử dụng cháo nano. Thì bệnh nhân chỉ được phép ăn cháo nano với muối cục. Muối cục là muối biển, hay gọi là muối 3H. Vì trong cái muối biển có rất nhiều chất khoáng, rất tốt cho sức khỏe người bệnh nhân. Phần 3 là con nói về công dụng của cháo nano. Cháo nano có 3 công dụng chính. Thứ nhất là dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Cái thứ hai là bỏ đói tế bào ung thư. Cái thứ ba là chống lại quá trình oxy hóa, trung hòa các gốc tự do. Cháo nano là dinh dưỡng nuôi cơ thể vì trong cháo nano có 2 chất tinh bột là amylo và amylopectin. Khi vào cơ thể thì sẽ chuyển hóa thành gluco. Ngoài ra trong cháo nano có 8 chất axit amin thiết yếu cho cơ thể mà cơ thể con người không thể tổng hợp được. Cháo nano bỏ đói tế bào ung thư vì trong cháo nano không có chất glutamine để nuôi tế bào ung thư. Chất glutamine có nhiều trong thịt động vật. Cháo nano có nhiều chất chống oxy hóa. Các chất này làm cho cơ thể khỏe mạnh bằng cách là bảo vệ các tế bào bình thường và chống lại sự tấn công của các gốc tự do. Dạ. Thì dạ thưa cha và tất cả mọi người có mặt tại đây, con đã trình bày xong ý nghĩa của chữ thực. Con xin chúc cha và tất cả mọi người bình an mạnh khỏe trong Chúa. Con xin hết. Thầy nói như thế này rồi thì công nghệ này dẹp luôn chứ, người ta tự nhà người ta chữa ai lại đây nữa. Ta biết hết rồi. Thầy cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy tiến sĩ thấy đó là tụi con là những người ở dưới này, tức là những người nhỏ lắm. Tụi con chỉ hiểu được tới đâu thì tụi con nói tới đó thôi. Có gì thầy chút nữa thầy sẽ bổ sung cho tụi con thêm nhé. Bây giờ cha muốn hỏi bệnh nhân một chút là của bà Phan Thị Trúc á. Hồi nãy cái ông thầy Tiến ông nói rằng là cái cách chữa bệnh của ông là có 4 điểm: tâm, rồi thể, rồi thực, rồi thuốc. Như vậy thì bà này bảo là thực là cháo nano, vậy thì cái thể là thể dục đúng không? Vậy trong quá trình 53 ngày chẩn đoán bà, chữa bệnh cho bà thì bà có đi thể dục thường xuyên không? Bà đi thể dục bà thấy như thế nào? Khỏe. Thấy khỏe hả? Mỗi lần tập thể dục là tập bao lâu? Dạ nửa tiếng. Bây giờ bà có thể diễn tả lại cái cách tập đó được không? Có một mình cái chết mắc cỡ là không. Theo bà nghĩ ai sẽ là người diễn tả lại thay cho bà? Thầy quý. Vậy xin mời thầy quý có thể là diễn tả lại cái cách cho thầy tiến sĩ biết là cái cách mà thể dục như thế nào đó. Bởi vì đây là chữ trong cái chữ vàng đó, trong 4 chữ. Chữ này là chữ T thứ 3 phải không? À vâng, rồi xin mời thầy. Dạ kính thưa cha Phi-rô Nguyễn Nhân Tường, kính thưa tiến sĩ Lương Y Ngô Đức Dượng, kính thưa chính quyền địa phương các cấp, kính thưa các quý thầy, kính thưa cùng toàn thể ông bà anh chị em, con xin được trình bày về ý nghĩa của chữ thể nằm trong cái chữ vàng của 4T là tâm, thực, thể, thuốc. Thể có ý nghĩa là tập thể dục dưỡng sinh.
về việc lợi ích của tập thể dục dưỡng sinh là nó đem lại rất nhiều cái lợi ích cho cái cơ thể của mình, cho các bệnh nhân cũng như những người mà khỏe mạnh vẫn tập thể dục dưỡng sinh được. Về lợi ích đó, là tên dưỡng sinh đó, là tên hệ hô hấp. Thở sâu có tác dụng đưa dưỡng khí vào đáy phổi và đỉnh phổi, duy trì sức thở không bị giảm đi theo tuổi tác. Cái lợi ích thứ hai là tên hệ tuần hoàn. Khi thở sâu, khí huyết sẽ lưu thông tốt hơn và quá trình trao đổi khí biến máu đen thành máu đỏ được nhiều hơn. Cái lợi ích thứ ba đó là tên hệ thần kinh. Khí huyết lưu thông sẽ giúp tế bào thần kinh được nuôi dưỡng tốt hơn. Cái lợi ích thứ tư là tên hệ tiêu hóa. Khí huyết lưu thông, nhờ đó mà bộ máy tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ăn ngon hơn, ngủ ngon, tăng cường sinh lực. Cái lợi ích thứ năm là tên hệ miễn dịch. Tăng cường oxy đến các tế bào của lục phủ ngũ tạng, giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, chống bệnh tật, chống lão hóa tế bào, nhờ đó mà trẻ lâu sống khỏe mạnh. Đó là về cái phần lợi ích của tập dưỡng sinh. Phần thứ hai đó là phần thực hành. Mỗi sáng là con đúng 6:30 là con đến tập hợp các bệnh nhân lại và con thăm hỏi sức khỏe của từng bệnh nhân. Người nào mà khỏe nhiều thì là đứng tập, còn người nào mà hơi yếu thì sẽ ngồi ghế tập, còn người mà yếu nhiều thì sẽ nằm tập. Con chia nó ra thành 3 nhóm như vậy. Thì khi tập động tác, cái tập dưỡng sinh của con là chủ yếu đó là hít và thở kết hợp với các động tác. Thì các động tác thì chúng ta tập thì chia ra thành 3 phần. Phần đầu thì có 8 cái động tác tập. Phần thứ hai đó là phần mình thì có 7 động tác tập kết hợp với hít thở. Phần thứ ba đó là chân tay thì có 5 động tác tập. Sau khi các bệnh nhân nó tập toàn bộ nó cơ thể là so bóp các huyệt trên cơ thể thì xong, con mới kết thúc cái phần tập thì con hô to cái khẩu hiệu đó là tập dưỡng sinh, thì các bệnh nhân đồng hành hô to là khỏe, tức là từ máu đen thành máu đỏ, từ máu đen trở thành máu đỏ nhiều hơn. À, thôi được rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Đó là ý cha muốn nói cho thầy Quý nói về cái chuyện tập thể dục để cho các bệnh nhân còn lại đó. Hồi nãy bình thường thì thầy Quý đâu có giải thích, trong quá trình tập thể dục thầy Quý đâu có giải thích cho mình biết là máu đen thành máu đỏ phải không, rồi hơi thở nó đi từ đầu phổi đi tới chí phổi, hay là nó đâu có biến đổi lục phủ ngũ tạng của mình, hay là nó biến thành cái tiêu hóa thức ăn cho mình. Thật ra mình tới giờ tập thể dục là mình tập thôi nhưng mình đâu hiểu. Nhưng mà hôm nay các bệnh nhân hiểu để ý thức cái chuyện tập thể dục là một chuyện rất là quan trọng. Thầy công nhận điều này không? Mà nếu như mà bà Phan Thị Trúc này mà bà không có một cái bước tập thể dục, chưa hẳn là hôm nay bà khỏe được như vậy. Cho nên đây là cái bước mà chúng ta gọi là ở bên đạo Phật gọi là, không biết là bên đạo nào gọi là luyện khí công ha, hoặc là gì đó là thiền đó, thiền hoặc là luyện khí công. Còn đây là thể dục dưỡng sinh thôi, chúng con thể dục dưỡng sinh mỗi ngày. Thì rõ ràng chúng ta thấy lợi ích của nó như vậy, để cho nhắc với các bệnh nhân sau này còn lại chúng ta không được chảnh mảng trong cái chuẩn vàng đó. Thì cái chuẩn vàng chữa ung thư nó có thể dục nha. Vậy thì bây giờ cha chúc mừng cho bà nha. Cuối cùng bà còn ý kiến gì nữa không? Bà có muốn nói điều gì cuối cùng không? Bệnh nhân cũng cảm ơn chú Năm thứ Năm nhà trọ giúp cho bệnh nhân. Cái này để bà, ổng sẽ nói với bà.
Bây giờ mỗi lần chúng con ra một ca bệnh thì chúng con có 3 người ký tên. Bây giờ xin mời ông trưởng ban điểm thập đỏ ký tên ra đây chút nha. Ký tên để chứng nhận cho người này hết bệnh về quê. Dạ. Xin mời ông trưởng ban dân ấp vòng lớn nha. Rồi chút xíu nữa ông trưởng ban sẽ tặng cho bà cái giấy này nha. Bây giờ cha ký tên cho bà là cuối cùng để nói với bà rằng là bà không còn ung thư nữa nha. Ừ, mừng không? Ừ. Không biết là lần sau cha còn ký không nha. Lần này có khi ký là lần cuối cùng nữa, ngày mai ngủ chết rồi sao? Rồi, bà đem cái giấy chứng nhận này về cho quê hương của bà nha. Bà phải mạnh dạn lên, vì tôi đã hết bệnh rồi nha. Đây, đây là một cái pháp nhân. Pháp nhân thứ hai đó là cái hồ sơ bệnh án của bà nha. Bà cứ mạnh dạn mà ai hỏi bà mạnh dạn trình cho họ biết nha. Rồi con xin mời chú Năm có vài lời để mà an ủi bà trước khi bà ra viện nha. Xin mời bà đứng lên nha. Dạ dạ, mời chú Năm cái nói tự do. Thứ nhất là em chào là linh mục Phê Rô Hữu Tường. Dạ. Chào là tiến sĩ bác sĩ, rồi bữa nay đúng là tôi cũng danh dự được hội kiến là tiến sĩ hồi có gì hết đó. Có hôm rồi đi Hà Nội cho Tường thì cũng được đấy. Bữa nay rõ ràng là nghe danh tiếng của là bác sĩ tiến sĩ mà trực tiếp là sửa là coi như cả ngàn bệnh thư, chắc hồi nữa là cũng nghe là tiến sĩ là đáp ứng vài lời những người đó, trong đó bác sĩ được thạc sĩ này tôi cũng nể cái là coi như về hưu rồi, đáng lý là hưởng cái lương hưu. Mà bây giờ là cũng theo là cái tiến sĩ để mà coi như là cộng sự đó là coi như chữa bệnh không ăn tiền, không lấy tiền. Thì kính chào các thầy, chào là bệnh nhân còn ở lại. Thì mấy điều thì chắc lẽ cái mạng cộng đồng mạng thì cũng nói rất nhiều, thì cho từ nay cũng hiểu rất nhiều rồi, cũng nói các thầy đến xuống không nói nhiều hơn. Mà bữa nay danh dự thì được tiếp xúc là các tiến sĩ cho các thầy, điều đó thì tôi thấy là danh dự một cái nổi tiếng trong đất nước. Mà đến đây một cái này thuộc là chương cái này là cái gì dùng quê không có dùng quê biết rồi, cái này là cái cơ sở gì cơ sở dắt tôi thường lấy dắt đất đó học lương thì cái đó rõ ràng là đến dùng quê để mà đi hải như thế nào, đi bộ mà không phải số đá nữa. Đất là nếu trời mưa thuộc lại rồi ha, nhưng điều đó thì đất là tôi nghĩ là một lần nữa thì cũng thay mặt là tôi muốn được trong cái hội chỉnh này cảm ơn tiến sĩ cùng trong đoàn rất nhiều. Phần còn lại chắc hồi nữa này có những là cha Tường nói rất nhiều hoặc là những tám này rồi sau cùng cũng chúc chắc nữa tôi không phát biểu nữa thì chúc là coi như là tiến sĩ sức khỏe dồi dào để có những cái tiếp tục con đường để chữa bệnh ung thư. Rồi bác sĩ nữa, rồi chung trong đoàn cũng là được mạnh khỏe. Sau đây thì tôi cũng lấy lời để nói với chị đây. Xin mời bà đứng lên. Chị chúc nhà trước nhất tôi thấy là cũng chúc chị là khỏe, cũng như ta từ nói ký một lần là mỗi mốt không ký nữa là có lấy ý nghĩa, tức là chị về thì cũng đáng cố gắng làm sao là có những cái là theo phát đồ, cháu phải đây đến đây thì được cái bằng đây này chị đem về rồi chị mừng quá, chị ăn là có những cái là tái bệnh lại là cái tái là cái đó tôi không nói là cái chuyện này rất nhiều mà thôi, bây giờ tuổi đời chị năm nay cũng gần 70 rồi phải không? Thì đang cố gắng còn thời gian là đang cố gắng là theo hết rồi này. Thì riêng hồi nãy chị nói cảm ơn riêng là gia đình tôi thì cái chuyện đó thì phần chị tôi thấy trong thời gian là chị bệnh nói đây để cho là liên hệ đến những người còn ở lại. Thì chị là theo hết đầu thì rất tốt. Rồi giờ dắt rồi đi đánh cái thầy quý là coi như là chữa bệnh chị, tức là tập dưỡng sinh đó thì chị đưa cũng đúng giờ đó. Rồi cái về phía là coi như là người nuôi chị á cũng rất tốt, tức là không có cái chuyện là chăm sóc chu đáo, điều đó rất tốt. Điều đó là tôi thấy đó rồi, cái là khỏi cảm ơn tôi gì, tới giờ là thấy nó vậy tôi cũng mừng cho chị vậy đó. Một lần nữa thì coi như là trước mắt là tôi như là chúc chị khỏe thì không lâu, rồi theo đồ thứ hai cũng chúc là gia đình khỏe. Chị được này, thôi bắt tay chị lần cuối ha. Rồi giờ cũng quay lại nha, rồi nữa về đó lâu rồi. Chúng con cảm ơn chú Năm rất là nhiều.
Cuối cùng thì đây là cái hồ sơ bệnh án mà xin mời anh sĩ không? Chúng ta cho anh sĩ một tràng pháo tay là chủ tịch của Thọ Quyền. Xin giới thiệu các lời với anh sĩ là đây là tiến sĩ Lương Y Đa Khoa Quốc gia Ngô Đức Diều. Ngài đã từng chữa ung thư cả đất nước Việt Nam mình. Hôm nay ngài đến đây để diện kiến cái công việc ở đây. Rồi con xin giới thiệu với bác Vượng, đây là anh sĩ chủ tịch chữ thập đỏ huyện Công An tỉnh Trà Vinh. Xin mời chúng ta cho một tràng pháo tay chung nha. Đây là cái hồ sơ của bà trước khi ra viện. Trước khi ra khỏi đây bà đã có một hồ sơ bệnh án nha. Rồi bây giờ xin chúc bà bình an mạnh khỏe nha. Về nhà ráng ăn chay trường để mình giữ mãi cái sức khỏe, giống như là tiến sĩ Ngô Đức Vượng nói đó. Con người ta sống tới 125 tuổi, nhưng mà giờ ra ngoài mã coi là 5 tuổi chết, 10 tuổi chết, 40 tuổi chết, 70 tuổi chết. Ít có ai mà sống 80, hiếm 90, còn 100 khó kiếm hơn nữa. Mà khoa học nghiên cứu là sống tới 125 tuổi. Kinh Thánh Công Giáo nghiên cứu con người sống 120 tuổi. Thế mà bây giờ sống có mấy mươi rồi đi hết đổi là sao? Thế nè, vậy bà, cái mấu chốt ở chỗ để sống được 125 tuổi ít nhất phải ăn chay. Mặc dù không khẳng định ăn chay là sống 125 tuổi, nhưng mà muốn được 125 tuổi ít nhất phải ăn chay. Đó nè, chúc bà về nhà lên đường ăn chay mạnh khỏe nha. Ăn chay cho tốt để giữ lại sức khỏe nha. Bây giờ chúng ta, trước khi chúng con nói về anh chúng con xin tiến sĩ cho chúng con vài lời khuyên rồi lá xin tiến sĩ cho tiếp nha. À, làm nó đi ha. Vậy bây giờ chúng con tới một bệnh nhân thứ hai. Bệnh nhân này thì có nhiều cái niềm vui lắm. Niềm vui thứ nhất là bệnh nhân này từ ngoài Bắc vô đây. Coi như là đã giai đoạn kết rồi, bệnh nhân này mới vô. Thì khi vô trong này chúng con là bệnh nhân này điều đầu tiên là không có ngồi được. Tại vì cái hormone môn của bệnh nhân đó là nó ra máu và nó đau, nó rát. Mà trong khi đó trực tràng thì không có mổ cắt được, tức là thay vì đi làm cái hậu môn giả, nhưng mà cuối cùng thì nó ngắn quá, từ cái chỗ mổ đến cái hậu môn nó ngắn quá, không nói được, không nói ra hậu môn giả được, cho nên hậu môn thật, mà hậu môn thật thì ông này chỉ có chết thôi. Nhưng mà không biết là một cái cơ duyên nào đó mà anh Thế đã đến được ở đây, thì anh Thế có thể nói cho cha biết được không? Xin mời. Xin mời. Kính thưa cha thầy Lương Ôn Tưởng, kính thưa các thầy Lương Y, kính thưa tiến sĩ Lương Y Hồ Đức Vượng, kính thưa các bác đại diện cho chính quyền địa phương, vâng, và chữ thập đỏ. Thì hôm nay là trước cái buổi làm lễ giấy chứng nhận con được hết bệnh nan y, bệnh ung thư trực tràng con, hôm nay được cha Lương Ôn Tưởng là ký giấy chứng nhận để con trở lại cuộc sống đời thường như cách đây trên 2 năm. Thì con rất là vui và phấn khởi và có duyên gặp được cha Nguyễn Văn Tường và các thầy Lương Y đây chữa chúng con. Thế con xin báo cáo với lại cha và các thầy với lại các phái đoàn của tiến sĩ Lương Y Ngô Đức Vượng là tháng 8 năm 2017 là con đi bệnh viện Bạch Mai khám. Thế là được bệnh viện xác định con là ung thư trực tràng cũng đã nặng rồi, nhưng con lại tiếp tục điều trị. Khi mà con đến đấy thì con xin phép bệnh viện là con chữa theo phương án 2, là con đi chữa bằng thuốc ra. Đấy, bởi vì bác sĩ nói là cơ hội của con là không nối được xuống và phải đeo ở bên cạnh sườn và phải hoặc là phải có cái trực tràng giả. Thế nên con quyết định là đi thăm con hai, con chữa cho ăn thực dưỡng và ăn chay. Thế trong suốt quá trình này con chữa cũng được thầy khoảng gần 10 thầy thuốc, và đến lần cuối cùng là con ăn gạo nước muối mẻ trong suốt thời gian gần 2 năm ăn gạo nước muối mẻ. Thế nên con đi khám 4 lần đều vẫn giữ bệnh như thế, không thể giảm, không thể giảm. Thế thì con có cơ duyên rất may là gặp cha Nguyễn Văn Tường, mà cô bạn đồng hương chữa ở đây gần 2 tháng, cô ung thư vú và cô có điện thoại là bác Thế vào đây ngay.
là em chữa gần 2 tháng của em còn có 5%, 10% thôi, còn cái vỏ thôi. Còn em hết ung thư vú rồi, anh bố trí sắp xếp để vào và em cho số điện thoại của cha và anh nói xin phép cha, nếu cha nhận lời thì anh vào. Thế còn khi mà con gặp thầy Vượng ấy là con đã mua máy bay rồi, 21 tháng riêng ấy, con cũng ra Hà Nội để gặp thầy khám cho con. Thì lúc đấy con mua máy bay rồi. Vâng, thế lần thứ hai hôm nay con gặp thầy Vượng. Ồ, thế là trước đây thầy Vượng có khám rồi. Vâng, khám rồi. Wow, cho đàn hóa tay đi, là bệnh nhân cũ. Thầy đã dùng hai que kim loại khám cho con. Ồ, vâng. Hay quá. Còn từ Hậu Giang con đã đến thầy, lúc đấy là con mua máy bay vào đây rồi. Thế từ một cô Thủy ở Việt Yên có giới thiệu, để hai nhóm con đến đây để gặp thầy, thầy cũng chữa và cấp thuốc cho con. Thế nếu con lại có duyên biết thì cha thường ở đây. Thế mà được cô Kim Anh có giới thiệu. Thế là con tối hôm 25 con nói trực tiếp với lại cha thường nhận lời và hướng dẫn cách thủ tục ở đây. Thế đến 27 là con vào đây. 27 con vào đây vào trên đường vào và con 12 bắt đầu nhập viện. Vào mùng 7 tháng 3 dương lịch là con bắt đầu tiến hành thuốc ở đây. Báo cáo với lại chỗ thể vượng là con vào đây là con tin tưởng tuyệt đối vào cái trình độ của cha thường và cái sự thông minh và những cái đối nhân xử thế đối với này, các bệnh nhân đây với này, của các thầy. Qua mấy ngày con chữa bệnh đây thì con thấy cực kỳ là tôn trọng các thầy và kính nể các thầy đã quan tâm bệnh nhân. Từ cái đó này thì cái tinh thần chúng con đã khỏe đến 50% rồi. Khi con vào 2-3 ngày 100% mình khỏi bệnh rồi. Bởi vì cái đối nhân xử thế của các thầy ở đây với bệnh nhân con thấy còn hơn cả tình mẫu tử, hơn cả tình mẫu tử. Đấy, bác Hồ nói là lương y như tử mẫu, nhưng con thấy là nhiều vấn đề còn hơn cả tử mẫu, tuyệt vời lắm. Cho nên nhiều bệnh nhân chúng con khẳng định như thế, chỉ cần các thầy gặp gỡ chúng con đã khỏi bệnh rồi. Đấy, trong suốt thời gian điều trị ở đây thì con được 1 tháng 18 ngày các thầy cho đi xét nghiệm đã hết ung thư lần một, và lần hai là 31 tháng 5 vừa rồi thì lại cái kết luận lần hai tốt hơn lần một. Đấy, con báo cáo với thầy Vượng là con 1 tháng 18 ngày đã hết cái bỏ ung thư, cho nên con có duyên với thầy. Đấy, cho nên con nghĩ rằng là cha đã cứu sống và tái sinh cho con lần hai. Đấy, lần thứ nhất thì con được sinh ra từ bào thai của mẹ con không biết, nhưng lần này là con được chứng nhận con được sinh ra từ cõi chết trở về. Cho nên hôm nay cái tổ chức buổi long trọng mà chứng nhận cho con trở lại cuộc sống bình thường, khỏi lại khỏi bệnh ung thư trực tràng, con vô cùng phấn khởi xúc động. Không, đời con thì chúng con đây là mốc son đỏ của đời con, vì nó chuyển từ cái chết trở về cái sống. Mà bệnh của con xác định của chúng con những người khác này, chỉ có chết thôi. Mà chúng con khi mắc bệnh này thì cửa miệng của thiên hạ đều nói là án tử hình rồi. Thì vào đây thì được thầy đốt cái án tử hình đi và đưa cho con, cấp cho con được cái chứng nhận cuộc sống bình thường. Và hôm nay con vui và phấn khởi lắm. Báo cáo với lại cha với các thầy với con cũng xin cảm ơn cha, cảm ơn thầy, chúc cha và các thầy mạnh khỏe, trường thọ để chữa nhiều bệnh nhân ở trên đất nước. Như vậy như lương y chúng con chóng về ở cuộc đời thường của gia đình cũng như cộng đồng xã hội và làm nhiều việc có ích hơn những bước trước đây, bước mặt của cuộc đời thì sẽ làm cho mình có ích hơn những ngày sống về trước. Thế con cũng cảm ơn các bác chính quyền địa phương trong thời gian con ở đây đã tạo điều kiện cho chúng con là tạm trú, và tạm trú ở đây một nơi địa phương cái an ninh cực kỳ là tốt. Thế con cũng xin thay mặt cá nhân cũng cảm ơn cái đồng bệnh của chúng con trong những năm, trong tháng ở đây đã đùm bọc chia sẻ, người đi trước chia sẻ người đi sau, người đi trước hướng dẫn người đi sau qua cái thực dưỡng, qua những liệu trình của cha và các thầy hướng dẫn, và chúng con ở đây rất đoàn kết thương yêu nhau. Để từ những để đỡ phụ công của cha và các thầy,
Thế con cũng mong là những cái bệnh nhân chúng con thì trong số bệnh nhân ở đây thì chúng con hơn, con và chúc hơn để chân được khỏi trước. Đấy, thế thì chúng con mong là các bệnh nhân ở đây cũng sẽ cố gắng là giữ gìn và ăn theo đúng liệu trình của cha và các thầy. Thế qua đây thì chúng con cũng cảm ơn thầy Nguyễn Đức Vượng và cùng với lại chỗ bác sĩ thầy đoàn là đã đến được để trực tiếp với gia đình chúng con, chúng con rất là vui vẻ. Thế cuối cùng con xin kính chúc cha với các thầy và mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. À, xin cảm ơn anh Thế rất là nhiều. À, trước đây anh Thế làm nghề hiệu trưởng, không biết trường cấp mấy, hiệu trưởng trường cấp 2 ở ngoài Bắc Giang, cho nên anh nói chuyện rất là lưu loát. Anh nhận định vấn đề cũng khá thực tế. Ví dụ như anh nhận định vấn đề là đến đây là các thầy có niềm tế, có tình thương, đúng không? Có tình thương, mà cái tình thương nó nằm trong cái chuẩn vàng là 4T, không nè, 4T tức là cái T đó là T đầu là T tâm đó. Vậy thì bây giờ xin thầy Thanh cho biết cái chữ T như thế nào mà bệnh nhân Thế đó đã khen tặng các thầy như vậy. Xin thầy nói cách gián tắt thôi, nói chừng 2 phút thôi, 1 phút, 2 phút. Con xin được kính thưa cha Phêrô, kính thưa tiến sĩ lương y đa khoa quốc gia bác Ngô Đức Diệu cùng phái đoàn, kính thưa chính quyền các cấp cùng các quý thầy và các bệnh nhân cũng như là người thân đang có mặt trong buổi lễ khai diễn ngày hôm nay. Thì trước tiên thì con cũng xin trình bày về cái chữ tâm mà bác Thế đã có dành những cái lời khen cho các thầy. Thì chữ tâm đó là một trong 4 cái chữ T trong cái chữ vàng của phương pháp điều trị. Thì đó là cái chữ tâm đầu tiên, tâm, thực, thể và thuốc. Đó là 4 cái bánh xe, nó quan trọng như 4 cái bánh xe của một chiếc xe để mà chạy trên đường đi. Một cái bánh nào mà nó bị hư thì chiếc xe nó sẽ không chạy được. Cho nên nó quan trọng như nhau, nhưng mà nó nằm ở phía trước hay phía sau thôi. Thì cái chữ tâm đó là nó quan trọng tương tự như những cái chữ khác còn lại. Thì cái chữ tâm đó có nghĩa là tâm lý. Và để bệnh nhân có thể điều trị cái phác đồ bằng công nghệ cháo nano, dược thảo nano, thì trước tiên cái tâm lý của bệnh nhân cần phải được vững vàng và phải được thoải mái, cũng như là phải kiên tâm để mà theo đuổi được cái phác đồ được. Thì cái người thầy thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư thì phải làm nhiều cái công tác để mà hỗ trợ cho cái tinh thần của bệnh nhân được vững vàng để mà thực hiện được cái quá trình điều trị trong một cái khoảng thời gian rất là dài ở đây. Có thể là một số bệnh nhân thì ra về sớm và có một số bệnh nhân thì đã lại lâu hơn. Thì đó là như vậy. Thì để đạt được cái chữ tâm đó và để bệnh nhân có được cái tinh thần ổn định thì thầy hỗ trợ điều trị ung thư sẽ phải thực hiện 4 cái yếu tố mà bệnh nhân cần. Đó là có được một cái điểm tựa về phác đồ điều trị có cơ sở, đó là công nghệ cháo nano có của nhà nghiên cứu thực nghiệm là cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu để chữa trị, cũng như là có chứng nhận của các nhà khoa học đầu ngành của cả nước và đã có cái thực nghiệm trong một năm qua đã có kết quả như nãy cha Tường có nói. Thì đó là cái quan trọng đầu tiên mà bản thân mình phải hướng dẫn cho bệnh nhân cũng như là người thân hiểu được cái phác đồ trong quá trình điều trị ung thư và công nghệ cháo nano và dược thảo nano để bệnh nhân và người thân nắm rõ và từ đó phải tự tin mà đi theo để mình cũng hết bệnh như những người đi trước. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố về cái sự giám sát của người thầy hỗ trợ điều trị ung thư đối với bệnh nhân, để mình có thể quan sát được, thấy được là những thay đổi nhỏ trong vấn đề sức khỏe cũng như là những thay đổi nhỏ về tâm lý để mình có kịp thời mình điều chỉnh. Và cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố về cái sự gần gũi giữa người thầy thuốc với bệnh nhân, giống như là một cái người thân ở trong gia đình của mình coi người đó như người thân, thì mình sẽ dành hết cái công sức của mình, dành hết cái những cái tâm tư, những cái mong muốn của mình là mình sẽ làm được giúp cho họ về khâu trong chăm sóc
hỗ trợ cho bệnh nhân trong vấn đề mà sinh hoạt cũng như là những cái chăm sóc cá nhân mà tự bệnh nhân nhiều khi họ không làm được thì mình phải hỗ trợ đó, cũng như người thân. Và cái yếu tố cuối cùng, mà cái yếu tố này cũng rất là quan trọng, đó nghĩa là tạo cái điều kiện cho bệnh nhân. Thì đây là cha Phêrô đã có làm cái yếu tố này rồi, cho nên phần trách nhiệm của tụi con là người hỗ trợ điều trị ung thư thì phải gìn giữ. Có nghĩa là cái thứ nhất đó là cái yếu tố là làm cho bệnh nhân không phải lo lắng về tài chính, bởi vì khi bệnh nhân tới đây họ không có làm được những cái nguồn kinh phí, cũng như là bản thân cái người đi nuôi họ cũng không làm được, họ phải đi chăm nuôi trong khoảng thời gian dài, thì cha đã tạo điều kiện là chữa miễn phí, không có lấy tiền. Thì đây là làm cho bệnh nhân không phải lo lắng gì về kinh phí, tài chính. Và cái môi trường ở đây nó rất là trong sạch và thuận lợi dành cho bệnh nhân để nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Và tiếp theo đó là cộng liên kết với chính quyền địa phương để giúp đỡ cho bệnh nhân về vấn đề an ninh trật tự, và liên kết với các bệnh viện cụ thể là bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, để các y bác sĩ sẽ can thiệp khi bệnh nhân cần thiết có những trường hợp cấp tính. Thì đó là trách nhiệm của một người thầy thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, phải hỗ trợ cho bệnh nhân và phải gìn giữ những cái yếu tố đó để bệnh nhân đạt được cái tâm lý tốt nhất để điều trị, để thực hiện được cái phương pháp công nghệ cháo nano, dược thảo nano. Tôi xin trình bày với cha cùng với tất cả mọi người như vậy. Mình xin nói thêm biểu tâm. Thí dụ như bây giờ mình nói mình chữa, mình có tâm, mình làm cho bệnh nhân họ thương mến mình, hay mình coi họ như người nhà của mình. Vậy trúng con nhỏ điếc làm sao nói chuyện nó nghe? Trúng nhỏ mù làm sao? Rồi trúng con nhỏ nó không biết chữ làm sao? Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy Thanh trình bày chữ tâm. Thì đương nhiên là cái chữ tâm đó đối với những người mà mạnh khỏe. Bây giờ đối với người mù thì sao? Đối với người vô gia cư thì sao? Đối với người mà điếc, đối với người câm, đối với người không nói được thì sao? Chữ tâm nó ở chỗ nào? Sao mình nói được với người mù đó đây? Sao mình nói nó nghe đây? Sao mình là cử động nó thấy đây? Thế thì cái chữ tâm nó nằm ngay cái chỗ là có chính quyền địa phương đưa về và có người thân kèm theo để đi nuôi. Thì cái chữ tâm đó giờ đây không còn qua người bệnh nữa, mà qua ngay chính quyền địa phương, qua ngay cái người thăm nuôi đó. Thì mình giờ đây không phải mình chữa cho cái người bệnh nhân, mà mình chữa cho cái người nuôi đó. Thế thì bây giờ mình muốn biết người bệnh nó hết thì biết người nuôi. Anh làm sao giữa anh với bệnh nhân, giờ tôi không coi anh là bệnh nữa mà tôi coi người nuôi là bệnh. Đó là chữ tâm với người nuôi. Chứ nếu không thì ta bị có một cái kẽ hở chỗ này, là khó dữ lắm. Thế này, thì đó là cái kẽ hở, đó là kẽ hở kết thúc của chữ tâm. Có nghĩa là để an toàn cho chữ tâm nó có điều kiện, thì để mà làm cho cái chữ tâm nó tròn, nó là một chữ tròn, thì đương nhiên đối với người điếc, đối với người câm, đối với người đuôi, đối với người khờ, đối với người không biết chữ, đối với người dốt, thì ta sẽ trị cho cái người khỏe. Thế bây giờ anh nói làm sao mà anh trị cho người khỏe? Dễ thôi. Giống như bây giờ là đây là cái điện thoại đi. Xin lỗi, điện thoại này có cầm được. Ví dụ bây giờ đây là cái điện thoại. Ta đâu biết cái điện thoại này làm như thế nào. Phải không nè? Ta đâu biết cái ông kỹ sư ông làm ra làm sao. Nhưng mà ta chỉ biết được rằng là ta biết điều khiển cái điện thoại này, thì điện thoại này có giá trị liền. Phải không nè? Ta chỉ cần biết là control nó thôi. Chỉ cần biết điều khiển nó thôi. Chứ ta không cần biết nội dung, cái chiều sâu, cái chip nó như thế nào, cái phần cứng ra làm sao, phần mềm ra làm sao, ta không cần biết. Ta chỉ cần biết điều khiển cái điện thoại này, thì điện thoại này vẫn có giá trị, vẫn tốt như thường. Vậy thì bây giờ cái chữ tâm nó nằm ngay cái người bệnh. Ví dụ đây là người bệnh, xin lỗi bác, đây là người bệnh, đây là người nuôi, mà người bệnh này điếc đuôi câm không nói được. Thì ta chỉ cần điều khiển người này là, người này điều khiển người này, thì giống như người này là cái điện thoại. Ta chỉ ngồi điều khiển người này thì điện thoại này vẫn tốt. Và người khỏe điều khiển người bệnh thì người bệnh vẫn tốt như thường. Lý do đơn giản thôi. Tại vì cái công nghệ của điện thoại này là khán giả, là người dân chỉ biết điều khiển thôi, chứ không cần phải phân tích ở trong điện thoại này là cái gì. Cái công nghệ mà làm ra cái Apple này nè, thì người ta chỉ cần cái người điều khiển, chứ không cần cái người mà phanh phui nó ra. Vậy thì cái công nghệ cháo nano, tôi chỉ cần anh điều khiển người bệnh, chứ tôi không cần anh phân tích cháo nano.
đúng vậy không nè, bác sĩ đồng ý không? Tôi không cần anh phân tích cháo nano, dược thảo nano, hay là thể dục, hay là phun đắp bó, vân vân. Tôi dẹp qua hết mấy cái đó. Tôi chỉ cần thầy thuốc chỉ cho tôi cách điều khiển công nghệ này vô cơ thể người bệnh là xong. Cũng giống như tôi không cần biết rõ trong cái ruột của điện thoại như thế nào. Tôi chỉ cần biết điều khiển điện thoại là điện thoại này có giá trị. Tôi chỉ cần biết điều khiển người bệnh thì người cầm đi khỏe nó có giá trị. Vì cái công nghệ này không cần anh phải phân tích, cần anh biết điều khiển thôi. Đó là cái chữ tâm dành cho những người mà mắc nạn đó. Họ mắc nạn nhiều bệnh rồi, nhưng mà họ còn thêm những cái nạn như là điếc, không thấy đường nữa chứ, còn nhiều cái nạn khác. Hồi nãy còn một cái chữ thuốc nữa. Hồi nãy anh thấy trong quá trình điều trị anh như vậy, anh có đi bệnh viện không? Con yếu là các thầy cho đi bệnh viện 1-2 ngày để trợ lực con. À, như vậy thì trong quá trình đó thầy đã uống thuốc theo sự chỉ định không mà phải đi bệnh viện? Gió cảm mà, ung thư mà có cảm trong đó nữa. Thì xin mời thầy mà cho uống thuốc đó, tức là chữ T cuối cùng đó. Xin mời thầy nói vắn tắt đi, nói dài quá cha cắt ngang nói chuyện nha. Dạ, trước hết con xin kính chào cha Phêrô, là nhà nghiên cứu thực nghiệm công nghệ cháo nano. Con xin kính chào thầy, con xin kính chào các bác sĩ trong đoàn của thầy Ngô Đức Vượng, và xin kính chào chính quyền các cấp cùng với thầy cũng như là các bệnh nhân hiện đang có mặt ở đây. Con xin trình bày cái phần thuốc, cái chữ thuốc của con là cái phần quan trọng trong bốn cái chữ T. Thì ngoài cái công nghệ cháo nano là chúng ta sẽ sử dụng chỉ là cháo nano, thì ngoài cháo nano chúng ta còn sử dụng thảo dược nano. Nó rất là quan trọng trong việc điều trị hỗ trợ ung thư. Thì những loại thảo dược được cha Phêrô áp dụng cho công nghệ chữa trị ung thư là những loại thảo dược có tên khoa học và đã được khoa học công nhận trên hàng lâm. Đó là những cái loại thảo dược ví dụ như xạ đen hoặc là bạch cao xà vân vân, và những loại thuốc khác nữa. Những loại thuốc này có dược tính, nó hỗ trợ điều trị ung thư đã được công nhận. Và ví dụ như là trong cái cơ thể của người đang bị bệnh ung thư thì cái tế bào ung thư sẽ tiết ra một cái dịch, nó làm cho gây ức chế cái hệ miễn nhiễm của cơ thể cái người bệnh. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng cái thảo dược đó là xạ đen. Thảo dược xạ đen nó có một cái chất đó là chất antioxidant. Thì cái chất này nó sẽ bảo vệ cái tế bào ung thư của chúng ta, tránh cái sự ức chế của cái tế bào ung thư đang tiết ra cái dịch đó. Và đối với công nghệ cháo nano của chúng ta thì cha đã áp dụng đó là hãm trà, chứ không có nấu thuốc giống như là bên đông y. Mình hãm trà thì những cái thảo dược chúng ta sẽ dùng là thảo dược tươi, được thu hái vào 6 giờ sáng. Thì lúc đó cái thảo dược của chúng ta sẽ thải ra cái chất oxy, nó rất là tốt. Và hãm trà thì nó không có bị mất một số chất, và nó hạn chế lại mất chất của những cái thảo dược đó, tốt cho những bệnh nhân. Và đối với từng bệnh nhân thì cha đã nghiên cứu và đã hội chẩn với các thầy, đã đưa ra những cái hàm lượng tùy theo cơ thể, tùy theo thể trạng của bệnh nhân và tùy theo căn bệnh, tùy theo giai đoạn mà chúng ta sẽ gia giảm thuốc. Dạ, con xin kết thúc cái phần chia sẻ của con. Nhiều quá bị cắt, nói dài quá nghe không nổi. Già rồi nói dài quá nghe không nổi, hiểu không? Bây giờ ngày của anh Thế vô là bệnh viện Tân Triều, ha? Bệnh viện Tân Triều là bệnh viện ca của Hà Nội đó, bệnh viện lớn nhất mà cha với chú Năm với thầy Tiến từng nói chuyện với ông phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn đó. Đã từng vô tới phòng của giám đốc nói chuyện và dẫn ra dẫn vô nói chuyện nhiều. Và có lẽ lần cha đi hội thảo lần này thì gặp ông giám đốc Trần Văn Thuấn để áp dụng công nghệ này cho Tây Y, mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà theo tiến sĩ giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Vượng thì còn chậm lắm, tại vì bên Tây Y với bên Đông Y làm như không có bạn vậy không nè. Nhưng mà thực ra thì chúng con đã gặp giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn rồi. Thì lần này hy vọng tụi con sẽ đi hội thảo. Hội thảo lần này sẽ dời lại ngày 26 tháng 5. 26 tháng 5. Ê xin lỗi, 25 tháng 6. 25 tháng 6 tức là lần này sẽ hội thảo trên dưới 150 nhà khoa học của cả nước.
Thì nếu có gì chúng con mời bác Dượng đi ha. À, chúng con cũng đã chuẩn bị cái hồ sơ rồi. Mà cái tài liệu hội thảo thì không phải chúng con chuẩn bị, nhưng mà giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hợp là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Hà Nội, và ông giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Nguyễn Kim Lưu, bệnh viện 108, đã chuẩn bị một cái bài báo cáo rõ ràng cho tụi con, để khi đó ra đó là tụi con chỉ báo cáo sơ bộ thôi. Thì hôm nay báo cáo sơ bộ lại cho bác Vượng nữa nha. Ngày mà anh ở bệnh viện Tân Triều vô là anh là đây là cái giải phẫu bệnh án của anh, đây là cái sinh thiết, giải phẫu sinh thiết. Thì ngày hôm nay ngày anh ra thì về mặt tiêm tác gì của anh là bình thường hết nha. Đây là hồ sơ anh có thể cầm về tới Bắc Giang. Anh sẽ đối chiếu hết tất cả các bác sĩ trên Trần Giang, bác sĩ nào muốn hỏi anh cứ đưa ra. Ngoài ra nữa anh sẽ có một giấy chứng nhận này nữa. Giấy chứng nhận này để nói rằng là đây là cái cơ sở ở đây để chữa cho anh. Còn cái giấy này là bác sĩ ở đất nước Việt Nam chứng nhận cho anh. Cho nên khi anh có hai cái pháp nhân này thì đương nhiên anh là người là danh chánh và ngôn thuận. Và giống như là làng xã của anh sẽ xóa đi cái bệnh ung thư cho anh. Còn nếu anh không có hai cơ sở này thì làng xã anh không xóa. Anh nói cỡ nào người ta cũng nói anh hết bệnh. Anh nói cỡ nào cũng vậy. Bây giờ cha là người ký cuối cùng để chúc mừng anh được sống lại nha. Sống lại lần này thì cố gắng ăn chay trường nhé, để được sống hoài nhé. À, về nhà giữ bò giữ heo cho vợ được rồi ha. Bây giờ người sẽ chúc mừng anh Thế là anh Sĩ nhé. Xin anh Sĩ chúc mừng anh Thế có vài lời nhé. Tặng giấy chứng nhận cho anh Thế luôn. Dạ, kính thưa cáo gì đại biểu cũng như là cô bác bệnh nhân ở đây. Tôi thì cũng được cho Tường điện thoại, tôi lên đây khoảng chưa được 7 giờ là tôi gần tới đây rồi. Cho Tường điện hồi nói là cái đòn xuống chưa kịp, cho nên tôi quay về cơ quan rồi bắt họp, cho nãy lên hơi trễ. Thì thật ra là cái nơi chữa bệnh của cho Tường thì cái chỗ ở của những người bệnh thì thấy nó hơi khó khăn, cho nên tôi cũng có điều kiện thì tôi cũng làm mấy cái phòng trọ để cho bệnh nhân ở. Thì trong cái phòng trọ tôi là có anh Thế là anh ở, mà hôm nay thì tôi đến đây dự với tính cách là cũng cha Tường mời, cái thứ hai là cũng để chia tay với anh Thế cái thời gian ở trong nhà trọ. Cho nên mặc dù họp chưa rồi nhưng mà tôi xin phép, tôi cũng tạo điều kiện xin phép tôi đi, tôi sợ ngồi lên không gặp được cho anh Thế về. Nhưng mà mới hỏi thì nói ngày mai mới về, mới qua Cần Thơ mới về. Vậy do vậy mà cái này là cái giấy chứng nhận cái chỗ cha Tường ký là trong này có ghi là cái chẩn đoán ban đầu và cái kết quả xét nghiệm cuối cùng của anh. Thì cũng như nãy giờ cha Tường nói là coi như anh không còn ung thư. Lúc đầu thì để là ác tính trực tràng, nhưng bây giờ là nó cái xét nghiệm thì tóm lại là nó không còn ung thư nữa. Thì chắc có lẽ là cũng không biết nói gì hơn, thì cũng thay mặt gia đình, trong thời gian anh ở bên đó, bây giờ anh hết bệnh về, thì cũng mong là anh về anh cũng cố gắng là giữ sức khỏe cũng như là uống thuốc tiếp tục, anh cháu tiếp tục như là điều trị ở đây vậy đó, để cho cái sức khỏe nó kéo dài thêm. Được lúc nào thì hay lúc nấy, tức là sống ở bên vợ con rồi cho nó hạnh phúc. Thì chắc một lần nữa cũng chúc sức khỏe của anh cũng như cô, cũng như là mấy cô mấy chú xuất viện bữa nay là được nhiều sức khỏe, an lành với gia đình. Thì cuối cùng thì cũng xin chúc sức khỏe cho gia Tường, cũng cái đoàn của bác sĩ cũng như là quý vị đại biểu đây. Thì xin chân thành cảm ơn. À, chúc mừng anh Sĩ nè ha. Dạ, okay. Hay quá. Cảm ơn anh Sĩ nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn anh Thế nha. Đây là hồ sơ của anh nhé. Anh hãy cố gắng giữ hồ sơ này để trả lại tự do cho anh là một người bình thường nha. Cũng quan trọng là chỗ đó nha. Cuối cùng thì chúng con còn hai ý kiến rất là đáng trân trọng. Nhưng mà để nghe hai ý kiến này thì chúng con cũng nói thêm ở đây chúng con công nghệ 4T, nhưng mà nó có thêm một T nữa là T đắp. T đắp có nghĩa là thuốc đắp,
thuốc phun, thuốc bó đó. Thì đây là thầy Năm. Thì thầy đã chịu trách nhiệm là khi một khối u đến, mà u vú hay là bất kỳ u nào, thì thầy Năm là người có trách nhiệm là phải đắp, phải phun, phải bó. Thì xin mời thầy Năm có thể chia sẻ một cách sơ bộ thôi, sơ bộ cho tất cả mọi người hiểu, đặc biệt là thầy tiến sĩ hiểu. Kính thưa cha, kính thưa chính quyền, kính thưa đoàn đã đến đây dự, cùng kính thưa bệnh nhân đang còn lại. Hôm nay mình ra diện được 2 ca, rất là vui vẻ và mừng. Thì nói chung thì cái ngày thuốc phun á, nó cũng rất là khó, đi tìm thuốc cũng rất là vất vả. Đổi hướng như bữa nay mình làm cái này cũng được, ngày mai mình tiếp cái khác, chứ không phải mà có trực tiếp tại chỗ, cũng có một số phải đi kiếm đồng loại đi kiếm. Thì do đó mà 2 năm nay thì tôi cũng làm được thành công, kết quả là nhiều khoa ung thư vú là thành công, do đó mà cũng rất là mừng. Cái chỗ mà Hội Thập Đỏ yêu thương và cho không đây của cha Pedro và cộng tác là cháu Nano để mà vô nông thư rất thành công. Xin à, chúng con xin mời thầy tiến sĩ có vài lời ngẫu hứng với tụi con ha. Xin mời thầy, chúng ta cho tràng pháo tay nha. Vâng. À, kính thưa cha Nguyễn Văn Tường, kính thưa các bác đại diện cho chính quyền địa phương, thưa các thầy và thưa toàn thể các bệnh nhân. Tôi là đầu tiên đến đây và cái cảm giác đầu tiên của tôi là quá đơn giản, quá sơ sài trong một cái nhà như thế này, chưa thể gọi là cái nhà nhưng đã làm được việc quá đủ. Tôi suy nghĩ rằng tất cả những cái gì vĩ đại nhất đều đơn giản, cũng như cha thường nói, không phải cái gì đơn giản cũng đều là vĩ đại, nhưng cái vĩ đại bao giờ cũng đơn giản. Biết bao nhiêu những cái cơ sở máy móc hiện đại xây dựng đồ sộ bên Nga nhưng chưa chắc đã chữa được người này. Đấy. Cái thứ hai tôi muốn suy nghĩ là thế này, tôi rất tán thành với cái phương hướng của đây. Bốn tê. Tôi rất thấm thía câu nói gì, Chúa là tình yêu, đúng không? Thiên Chúa là tình yêu, rất rõ ràng điều đấy. Người nào không có tình yêu, người đó không hiểu được Thiên Chúa đâu ạ. Tôi có thể xác định như vậy. Tôi rất tiếc là không có nhiều thời gian để nghiên cứu, nhưng tôi thấy rất rõ. Tôi đến lấy chiếc ăn cơm, mấy giáo dân họ đọc câu nói vào câu này tuyệt vời. Thiên Chúa là tình yêu. Đó, tình yêu quan trọng lắm. Rồi một cái ý nữa là thế này. Đến đây tôi suy nghĩ thấy rất nhiều điều giống với mình. Về hướng nhìn, về suy nghĩ, về việc làm, cũng như về động cơ giống mình. Cho nên là tôi rất mong rằng ngày mai chỗ chúng tôi với chỗ của cha đấy có một mối liên hệ với nhau. Tôi sẽ cố gắng tham gia hỗ trợ được phần nào thì hết mình, và cũng xin mong là sẽ học tập ở đây để mang áp dụng cho mình. Thời gian ít, tôi xin phát biểu xuống ngắn như vậy. Vâng, cảm ơn mọi người đã nói nhẹ. Xin mời thầy ra đây chụp với tụi con liền một quay hình để nói lên cái tinh thần là sẽ hợp tác ngay tức khắc. Xin mời anh Tám với chúng em ra đây. Xin mời anh sĩ đứng chung với tụi em. Xin mời thầy đứng chính giữa. Anh sĩ lên đây. Chụp đi, chụp ý nghĩa. Với tiến sĩ mà cho thầy chụp với mình đâu sợ. Ok, rồi ha. Đây là một mô hình nói lên một cái sự hợp tác hết sức là chặt chẽ nha. Rồi, xin chúng ta hãy nhớ rằng là mô hình này là giống như là một cái quyết định để hợp tác ha. Xin cảm ơn anh sĩ nhiều lắm. Cảm ơn bác Vượng rất là nhiều. Bây giờ cuối cùng thì có lẽ cái ông đại diện điểm là chữ thập đỏ phải đại diện cho hết mọi người để cảm ơn nhé. Cảm ơn anh sĩ, chú Năm và tất cả mọi người. Thầy Tám xin chào Linh Mục Phê-rô, chào tất cả bà con, là điều quan trọng nhất là tiến sĩ
là coi như là để gia diện là của bệnh lương y cùng cái đoàn tất cả bà con là bệnh nhân và thân nhân. Thì hôm nay tám được danh dự rất mừng là được dự hai cái bệnh nhân ra bệnh, một điều rất quý. Nhưng bên cạnh rất là nó một cái điều ưu ái nhất nữa là được cái đoàn của là tiến sĩ lương y là đi lại đến dự là trong cái trùng dịp mà để bệnh nhân ra bệnh thì đó một điều rất là ưu ái là đối với cái điểm hội chụp đỏ. Tuy nhiên tám đại diện điểm chụp đỏ thì trong quá trình mà để hình thành thì mình nói sơ lược hình thành thì nó cũng rất là khó khăn, nhưng đến ngày nay thật sự mà nói thì nó cũng hoàn hảo tất cả. Thì phải nói là một điều rất là cực kỳ khó nhất là Cha Phêrô là cũng là quyết tâm cộng lại với cái các anh em cộng sự đây trong cái điểm này thì nó mới được hoàn hảo ngày nay. Thật sự nói rất là hoàn hảo. Thì bữa nay được tám dự trong cái buổi lễ hôm nay thì không phải nói được hai bệnh nhân, hai vợ anh và dì ra bệnh là một điều là rất là mừng. Tuy nhiên thì sự bệnh sự là mạnh đây cũng một là nhờ cái là các lương y đây là tận tình là chăm sóc. Bên cạnh đó các bệnh nhân cũng là quyết tâm là coi như là thực hiện đúng theo pháp đồ của là lương y Thái Thịnh ngày nay mới là hẳn bệnh. Thì cái một cái điểm đó thì hết bệnh rồi thì cũng mong sao là các hai bệnh nhân đây về nhà chúng ta thực hiện tốt, dạy con cháu chúng ta thực hiện tốt đó là cái tình yêu thương. Thì nãy vừa rồi là tiến sĩ nói yêu thương là nó quan trọng đại nhất, thì chúng ta phải có cái tấm lòng yêu thương là bác ái, làm việc là việc nhân việc nghĩa, luôn cả dạy con cháu chúng ta thực hiện tốt là coi như là sống với xã hội cho nó là công bằng, đừng có bà vướng bận gì tặng xã hội là cái điều tốt. Chắc đóng đôi lời sau cùng thì chúc Cha Phêrô và các đoàn là tiến sĩ lương y và tất cả các cộng sự đây và các bệnh nhân này chúng ta là coi như là sống vui sống khỏe, sống là thực hiện tốt cái tình yêu thương, sau cùng chúc tất cả được vui vẻ. Bây giờ cuối cùng thì cha chúc bình an cho hai bệnh nhân, xin mời hai bệnh nhân đứng lên nha. Xin mời tất cả mọi người đứng lên. Chúng nhân cha và con và thánh thần nha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Và bây giờ và có và đời đời. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Xin Chúa ban phước lành cho con và Đức Chúa Kitô của chúng con. Con hãy đi bình an và từ nay đừng ăn động vật nữa. Xin Chúa ban phước lành cho con và Đức Chúa Kitô của chúng con. Con hãy đi bình an và từ nay đừng ăn động vật nữa. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.